Xin chào toàn thể tất cả đồng chí và các bạn nhé. Hiện nay thì thầy Thích Minh Quang và thầy Thích Minh Tuệ thì cũng là hai vị, có thể nói là hai vị sư. Tuy nhiên thì mỗi người đều có một cái trường phái để tu tập khác nhau. Thì ông Thích Minh Tuệ thì ông cũng có một điểm giống nhau với ông Thích Minh Quang, đấy là từng là đệ tử tại tu viện Chân Như. Tuy nhiên thì cả hai đều tu sai chánh pháp. Ông Thích Minh Tuệ được truyền thông bẩn đưa lên. Đấy, được truyền thông bẩn đưa lên rồi là tung hô. Tuy nhiên ông tu sai chánh pháp rất nhiều. Đấy, và chúng tôi dám chắc chắn một điều rằng ông dù có đi bộ thêm 10 vòng trái đất nữa thì cũng không bao giờ ông tu chứng đạo được. Còn ông Thích Minh Quang cũng tương tự thôi. Đấy, chúng ta thấy là để tìm được chánh pháp của Phật giáo và đi đúng chánh pháp thì rất là khó. Ông Thích Minh Tuệ hiện nay rất là nhiều người đang ngu muội vô minh mà tôn sùng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hiểu đúng chánh pháp ở những video chúng tôi chia sẻ tiếp theo, chúng ta sẽ hiểu rõ được cái vấn đề này. Hẹn gặp lại mọi người ở cái nội dung tiếp theo. Xin chào.